ông xã cũng làm rồi cho bạn phải đi chăm đó nhỉ. Thank you. Ôi đừng gặp vào, cứ để xả nó ra đi, ngày mai em tự gặp, không lại nhầu ấy. Khi nào em đeo thì em mới gặp. Cái phòng bây giờ anh làm gì? Cái da này sao không ngủ được quá. Chắc ở bên cạnh thôi.